Sáng ngày 21 tháng 8, Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về việc nhóm cộng đồng Bông Hồng Đen tổ chức tuyên truyền và lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh ở quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Cục Phòng chống HIV/AIDS đã có công văn gửi Sở Y tế Hải Phòng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Phòng làm rõ và báo cáo sự việc này trước 12 giờ ngày 22 tháng 8. Qua xác minh của Công an quận Đồ Sơn, nhóm Bông Hồng Đen này gồm 6 thành viên, có văn phòng hoạt động tại số 44 Nguyễn Hữu Cầu do bà Đinh Thị Út, 52 tuổi, ở tổ dân phố 2, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn làm trưởng nhóm. Theo giải trình của bà Út, nhóm được thành lập với chức năng, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV trong nhóm người trẻ sử dụng ma túy và các vấn đề về sức khỏe sinh sản ở độ tuổi 16 đến 24 tuổi. Nhóm này cũng đưa ra một văn bản ký kết với SCDI, tên viết tắt của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, một tổ chức phi chính phủ thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, tới thời điểm này, nhóm này chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định và hoạt động lấy máu chưa có báo cáo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đại diện nhóm Bông Hồng Đen cho biết, công việc của họ là lấy máu trên đầu ngón tay và làm test nhanh trên giấy thấm cùng với dịch hầu họng nhằm xác định các dấu hiệu liên quan đến HIV/AIDS. Trước đó, sáng ngày 18 tháng 8, sau khi nhận được phản ánh của người dân về một số người xưng nhóm Bông Hồng Đen tự ý lấy máu của học sinh và xét nghiệm không rõ mục đích tại số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu và mỗi cháu đến lấy máu xét nghiệm được bồi dưỡng 100.000 đồng. Ủy ban Nhân dân phường Hải Sơn phối hợp với lực lượng công an y tế tiến hành kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện có 12 học sinh, trong đó có 4 học sinh nữ đang ngồi ở phía trong, được nhóm người trên tư vấn lấy máu xét nghiệm HIV. Bên ngoài có 8 học sinh dưới 16 tuổi đang chờ. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra yêu cầu dừng việc lấy mẫu máu của học sinh và làm việc với nhóm người này.